nàng thơ Alice đang đi dự một buổi tiệc cùng mẹ trong vườn tại gia thất của lãnh chúa Asgard. Tại đây nàng đã bất ngờ nhận được lời cầu hôn từ con trai lãnh chúa Asgard, nhưng nàng không muốn đánh mất thanh xuân của mình nên đã từ chối, rồi cứ thế bỏ mặc chàng ấy để đuổi theo một con thỏ hoang trong vườn. Chạy một hồi lâu thì con thỏ đã chui vào một gốc cây khô. Alice ngó vào xem, không may nàng đã bị trượt tay và ngã xuống dưới. Cũng may nàng vẫn còn sống sau cú rơi hàng trăm mét. Nhìn đi nhìn đi lại thì Alice đang ở trong một căn phòng dưới lòng đất. Tất cả những cánh cửa ở đây đều không thể nào mở được. Loay hoay một lúc thì nàng cũng đã tìm thấy một chiếc chìa khóa. Nhưng chiếc chìa khóa đó cũng chỉ mở được cánh cửa bé xíu ở dưới. Do dạo này tăng cân mất kiểm soát nên nàng không thể chui lọt. Lúc này trên bàn cũng có một chai nước có ghi chữ "Hãy uống tôi". Nghĩ đây chỉ là một giấc mơ nên nàng không sợ rồi uống nó. Nhưng ngay sau đó người nàng cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Thôi thì đành lấy áo ngực làm cái váy che thân vậy. Rồi Alice đã bước qua cánh cửa tí hon kia để đến một thế giới khác. Khung cảnh nơi đây thật huyền bí và nhiều sắc màu. Hình dáng những con vật ở đây cũng vô cùng kỳ lạ. Nơi đây nàng được chào đón bởi thỏ trắng và hai anh em song sinh, sóc chuột và cả những bông hoa biết nói. Và thật bất ngờ vì tất cả bọn chúng đều biết nàng tên là Alice. Nhưng Alice thì vẫn cho rằng mình chỉ đang ở trong một giấc mơ. Chúng đã đề nghị dẫn cô đến hỏi con sâu bướm để biết rõ sự việc, rồi cho nàng xem tờ lịch ghi lại tất cả mọi thứ xảy ra ở xứ sở này. Bên trong đó ghi lại một người con gái tên Alice đã dùng thanh kiếm Vorpal tiêu diệt con quái vật ở xứ sở này. Ngay lập tức nàng chối bỏ và nói mình không phải là Alice trong tờ lịch. Lúc này bọn họ bắt đầu trách móc nàng vì dám mạo danh Alice của họ. Còn nàng thì vẫn cố giải thích mình là Alice nhưng không phải Alice trong tờ lịch. Chưa kịp làm rõ mọi chuyện thì đoàn quân của nữ hoàng đỏ xuất hiện đuổi bắt họ. Những con vật nào đen đủi đều bị chúng bắt được. Alice nghĩ đây chỉ là giấc mơ của mình nên nàng đã không bỏ chạy nữa, vì trong giấc mơ sẽ không có ai có thể làm thương được mình. Đúng lúc nguy hiểm, con chuột đã xuất hiện rồi moi mắt con quái vật đó. Thấy giấc mơ này quá nguy hiểm nên Alice tiếp tục bỏ chạy. Con quái vật bị thương nên đội quân của nó cũng đã bỏ cuộc. Còn tên tay sai của nữ hoàng đỏ cũng đã nhặt được tờ lịch của bọn họ. Lúc này Alice vẫn đang bỏ chạy cùng hai anh em song sinh, nhưng đen đủi là hai anh em đã bị một con quạ khổng lồ quăng đi, rồi đưa họ về lâu đài của nữ hoàng đỏ. Còn tên Steiner cũng đã trở về và cho nữ hoàng xem tờ lịch, và nữ hoàng đã phát hiện Alice sẽ xuất hiện để giết quái vật của bà. Ngay lập tức bà ta ra lệnh bắt bằng được Alice trước khi chuyện này xảy ra, rồi để con chó đánh hơi đi trước dẫn đường cho bọn chúng. Còn Alice lúc này vẫn đang lang thang trong khu rừng, rồi đột nhiên đằng sau lưng nàng hiện lên một con mèo biết nói. Nó cũng khá tốt bụng và đã băng bó vết thương cho nàng. Sau khi biết được tên của nàng là Alice, nó liền chỉ đường cho nàng đến gặp người bán đoán điên. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng Alice từ xa, anh ta vô cùng mừng rỡ và khẳng định đây chính là Alice trong tờ lịch của họ. Rồi bọn họ đã đón tiếp nàng một cách nhiệt tình. Anh bán nón cũng rất mong chờ đến ngày Alice tiêu diệt nữ hoàng đỏ. Đúng lúc này đã xuất hiện những tiếng vó ngựa ở phía đằng xa. Anh bán nón thấy thế liền giấu nàng vào trong chiếc ấm. Thì ra là đội quân của nữ hoàng đỏ đã đánh hơi đến đây để tìm Alice. Cũng may anh bán nón đã dọa con chó khiến nó bỏ chạy khỏi đây. Đội quân bọn chúng thấy thế cũng đành đi theo con chó. Lúc này bọn họ cũng đã đề nghị đưa Alice đến lâu đài của nữ hoàng trắng, vì đến đó sẽ có người bảo vệ cho nàng. Ngay lập tức hai người họ bắt đầu lên đường để đến đó. Lúc này anh bán nón mới bắt đầu kể cho Alice nghe những chuyện nữ hoàng đỏ đã làm. Trước đây anh từng là thợ làm mũ cho nữ hoàng trắng, nhưng rồi một hôm họ đã bị con ác long của nữ hoàng đỏ tấn công. Thanh kiếm Vorpal cũng đã bị tay sai của nữ hoàng đỏ lấy đi. Từ đó nữ hoàng đỏ đã đoạt ngôi từ cô em gái nữ hoàng trắng của mình. Đang hăng say kể lại thì Alice đã gọi anh ấy dậy, vì đội quân của nữ hoàng đỏ cũng đã đuổi đến đây. Không còn cách nào, hai người đành tiếp tục bỏ chạy khỏi chúng. Nhưng vừa chạy được một đoạn thì họ đã bị ngăn cản bởi một con sông. Anh thợ mũ đành chỉ đường cho Alice đến chỗ nữ hoàng trắng, sau đó để nàng vào mũ của mình rồi ném sang bờ bên kia, rồi tự nộp mình cho chúng khỏi truy tìm Alice. Lúc này trời cũng đã tối, nàng đành chui vào chiếc mũ để ngủ qua đêm nay. Sáng hôm sau nàng đã bị đánh thức bởi tiếng đánh hơi của một con chó. Thì ra đó là con chó tay sai của nữ hoàng đỏ. Nó là bạn của họ nên hôm qua mới cố tình rời khỏi chỗ anh bán nón. Và nó làm điều đó chỉ vì nữ hoàng đang giam giữ vợ con của nó. Sau khi biết được anh bán mũ đã bị đưa đến lâu đài của nữ hoàng đỏ, Alice liền bảo chú chó đưa mình đến đó để tìm cách cứu anh ấy ra. Sau một hồi di chuyển, cuối cùng họ cũng đã đến nơi. Alice đành nhảy qua những chiếc đầu lâu để tiếp cận được tường thành, rồi chui từ khe nứt để vào được bên trong. Thật may nàng đã gặp được chú thỏ đồng minh của mình bị bắt đến đây, rồi nó đã cho nàng một mẩu bánh để cơ thể lớn như cũ. Nhưng Alice săn quá liều nên đã biến thành một người khổng lồ, và chính vì to quá nên nữ hoàng đỏ dễ dàng phát hiện ra nàng. Cũng may bà ta không biết đây là Alice ở trong tờ lịch kia. Alice nhanh trí nói do cơ thể mình to lớn nên những người khác đã chê cười mình, nên mới tìm đến đây để xin được nữ hoàng đỏ che chở.
thấy Alice cũng có cái đầu bự giống mình, nữ hoàng cũng đã đồng ý cho nàng ở lại, rồi may cho nàng một bộ váy mới và sắp xếp ghế ngồi cạnh mình. Sau đó bà đã cho gọi hai anh em song sinh đến diễn hài cho mình. Lúc này hai anh em lại tiếp tục tranh cãi đây có phải Alice thật không, thành công làm cho nữ hoàng cười rồi rời khỏi đây. Sau đó bà ta lại cho áp giải anh bán mũ lên đây để tra hỏi về Alice. Anh bán mũ đã giả điên và trả lời linh tinh nên mụ ta không moi được thông tin gì. Lúc này chú chó kia cũng đã về báo cho nữ hoàng trắng biết rằng Alice đã trở lại xứ sở này để giúp bọn họ. Tối đến nhân cơ hội nữ hoàng đỏ cùng tên người hầu đang hẹn hò, con chuột đã lén lút đi vào trộm lại tờ lịch. Còn lúc này Alice cũng đã đến tìm anh bán mũ, rồi anh ấy đã bảo nàng đến tìm chú thỏ để biết vị trí của thanh kiếm rồi lấy nó đem về cho nữ hoàng trắng. Sau một hồi thuyết phục thì chú thỏ cũng đã đồng ý dẫn nàng đi, nhưng để lấy được thanh kiếm đó là một điều hết sức khó khăn, vì nàng sẽ phải tìm cách lấy nó từ con quái vật hung ác này. Nhưng cái khó lo cái khôn và Alice đã nghĩ ra một cách là đến tìm con chuột để lấy lại mắt cho con quái vật. Nhưng đến lúc nàng rời đi thì đã bị tên người hầu chặn lại, để xin được một lần qua đêm với nàng thơ xinh đẹp này. Và một điều chắc chắn là Alice đã từ chối hắn ta, nhưng không may cho nàng là cảnh này đã bị một người nhìn thấy. Rồi bà ta cũng đã nói cho nữ hoàng biết chuyện này. Lúc này Alice cũng đã cầm mắt trả lại cho con quái vật, nó cũng biết điều rồi để nàng tự do vào trong tìm kiếm. Nhưng không được thuận lợi vì cái hòm đựng thanh kiếm cũng đã bị khóa. Vết thương trên tay nàng càng ngày cũng càng nặng hơn. Alice mệt quả gục xuống ngủ từ lúc nào không hay. Đến sáng tỉnh dậy thì đã thấy con quái vật đang ở cạnh mình. Chiếc chìa khóa của chiếc hòm cũng đang được đeo trên cổ nó. Cũng may nó đã cho Alice lấy để cảm ơn vì đã trả lại con mắt. Nó cũng đã liến lên tay để giúp nàng chữa lành vết thương. Có lẽ từ nay về sau bọn họ sẽ làm bạn của nhau. Sau đó Alice cũng đã mở chiếc hòm ra và thành công lấy được thanh kiếm. Lúc này nữ hoàng cũng đã cho gọi người yêu đến để tra hỏi. Rồi hắn đã nói dối là do Alice quyến rũ mình để thoát tội. Ngay lập tức mụ ta ra lệnh tìm bắt Alice để chém đầu. Lúc này Alice cũng đã đến để cứu anh bán mũ. Nhưng chưa kịp giải cứu thì tên tay sai kia cũng đã đến. Anh thợ mũ đành ở lại giữ chân để cho Alice chạy đi tìm nữ hoàng trắng. Nhưng trong lúc hoảng loạn con chuột đã vô tình để lộ tên Alice. Nghe thấy thế hắn liền ra lệnh cho đội quân đuổi theo bắt nàng. Alice chưa kịp chạy được xa thì đã bị bọn chúng bao vây. Đúng lúc nguy hiểm con quái vật đã chạy ra rồi đưa Alice bỏ trốn. Con chó cũng đã đợi sẵn ở ngoài để dẫn họ đến chỗ nữ hoàng trắng. Sau một hồi di chuyển cuối cùng cũng đã đến nơi. Alice cũng đã trao trả lại thanh kiếm Vorpal cho nữ hoàng trắng. Thanh kiếm đã quay trở lại và bộ áo giáp cũng đã hoàn thành. Sau đó nữ hoàng trắng cũng đã điều chế cho nàng một ít thuốc để nàng có thể thu nhỏ cơ thể to lớn của mình lại. Giờ thì cơ thể nàng đã nhỏ nhắn xinh xắn như ngày nào. Sau khi Alice rời đi, anh bán nón đã bị mụ ta bắt giam vào nhà lao. Và hôm nay cũng là ngày anh sẽ bị đưa ra chém đầu. Đến khi chúng chặt thì cơ thể anh đột nhiên biến mất. Thì ra đó là do chú mèo thần đã giúp đỡ anh bán nón. Còn anh bán nón lúc này bất ngờ xuất hiện phía sau và vạch trần những người thân cận của nữ hoàng đều là giả tạo. Chúng tự biến cơ thể mình thành dị thường để nhận được lòng thương của bà. Ngay lập tức nữ hoàng ra lệnh chém đầu hết lũ giả tạo này. Nhân cơ hội anh bán nón nhảy xuống kêu gọi những người bị bà ta bạo hành cùng nhau đứng lên để chống lại mụ nữ hoàng độc ác này. Ai cũng đều cay cú bà ta nên tất cả đã đồng ý đứng lên chiến đấu. Thấy tình hình không ổn, mụ liền ra lệnh thả con chim thần của mình ra. Những người đen đủi đều bị nó tóm được. Nhân cơ hội hỗn loạn, anh bán nón cùng các đồng minh bỏ chạy khỏi đó. Lúc này nữ hoàng đỏ cũng đã quyết định chiến đấu với cô em gái của mình. Cuối cùng thì anh bán nón và mọi người cũng đã về đến lâu đài của nữ hoàng trắng. Chú chó cũng rất vui mừng khi được đoàn tụ với vợ con mình. Sáng hôm sau lâu đài bắt đầu buổi tuyển dũng sĩ cho nữ hoàng trắng. Chú chuột và anh em sinh đôi cũng đã đứng ra xung phong mình làm dũng sĩ. Nhưng đến khi họ xem lại thì người đó phải là một cô gái. Và không ai khác, người con gái đó chính là Alice. Nhưng Alice không nói gì rồi cứ thế bỏ chạy vào trong lâu đài. Rồi nàng đã đến để nhờ sự chỉ dẫn của ông sâu bướm. Sau một vài câu chuyện, Alice cũng đã nhớ lại mọi việc, rằng trước đây mình cũng đã từng đến đây và gặp những con người này. Và giờ thì Alice cũng đã tin rằng xứ sở này thật sự tồn tại chứ không phải là mơ. Lúc này tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với nữ hoàng đỏ. Họ vẫn trông chờ Alice đi cùng mình nhưng mãi chẳng thấy đâu. Đúng lúc họ chuẩn bị đi thì Alice xuất hiện cùng con quái thú. Nàng đã khoác lên cho mình bộ áo giáp chiến đấu để bảo vệ xứ sở này. Sau một hồi di chuyển, hai bên cũng đã đến được điểm hẹn. Nữ hoàng trắng đã đàm phán hòa bình với chị mình nhưng mụ ta không nghe. Rồi mụ ta đã ra lệnh thả con quái vật Zabi Zuaki của mình ra. Alice cũng từ từ bước ra làm dũng sĩ chiến đấu cho nữ hoàng trắng. Một con người nhỏ bé đối mặt với một con quái vật khổng lồ. Nhân cơ hội nó đang khiêu khích Alice làm nhất đứt luôn lưỡi con quái vật. Nó giận dữ rồi phun điện, cũng may Alice có khiên chắn. Nàng cũng không chịu yếu thế liền lao vào chiến đấu với nó. Nhưng sức mạnh của nó quá khủng, chẳng được mấy nhát đã đánh nàng văng xa. Lúc này đội quân hai bên cũng bắt đầu lao vào chém giết nhau.
Còn Alice vẫn đang ẩn náu để chờ cơ hội tấn công con quái vật, nhưng rất nhanh nó cũng đã phát hiện và đuổi theo nàng. Đen đủi là vừa được một lúc thì Alice cũng đã hết đường chạy, không còn cách nào, nàng đã nhảy lên cổ nó để chiến đấu. Nó cũng vùng vẫy và đã hất tung Alice lên trên cao. Đợi đến khi rơi xuống, Alice chém một phát đứt luôn đầu con quái vật, đầu của nó cũng đã lăn xuống trước mặt mụ nữ hoàng đỏ. Ngay giây phút này tất cả mọi chiến binh đều ngừng chiến đấu, đội quân của nữ hoàng đỏ cũng đã không còn nghe lời bà ta. Chiếc vương miện trên đầu mụ cũng đã dần bay đi, và giờ thì ngai vàng đã thuộc về chủ nhân của nó là nữ hoàng trắng. Còn nữ hoàng đỏ cũng đã bị đẩy đi nơi khác để sinh sống. Tên tay sai của mụ cũng chịu chung số phận bị đẩy đi giống mụ ta. Lúc này nữ hoàng trắng cũng đã lấy ít máu rồng sót lại, và đó chính là thứ sẽ giúp Alice quay trở lại thế giới của mình. Alice cũng đã tạm biệt những con người thân thiện nơi này, rồi uống chút máu rồng để quay lại thế giới của mình. Sau đó nàng đã chui ra từ hốc cây mà mình đã rơi xuống. Ngay khi trở về, nàng đã thẳng thừng từ chối lời cầu hôn của anh nhà giàu kia, và nàng cũng đã làm lãnh chúa Asgard ấn tượng với ý tưởng lập nên những con đường biển giao thương tới Hồng Kông, làm ông khá thích thú và đã nhận nàng về làm việc cho mình. Rồi ông đã cử nàng đi khắp nơi để tìm kiếm những cơ hội làm ăn khác. Đến đây bộ phim cũng đã hết, và cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình, và hãy cùng chờ đón những bộ phim tiếp theo của mình nhé. Bye bye. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé, và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye.